lên á, trời ơi. Này giữ này xong chút xíu xuống cho chị chuyển bên kia 1,5 tỷ nữa, giữ làm vậy đi chị tiện. Vậy là chị dặn em gì em không nhớ nha, mẫu thứ hai em làm cho chị nha, chút chị dặn lại em nè. Rồi cái mâm Berlin chấm món nó lâu lên đi. Nè cái đầu tao cột rồi luôn rồi nè, em hỏi trời tao kêu thằng mực. Ờ trời ơi bởi vì mèo nó quýt bây giờ. Đó, mày nhăn về xong bé à. Hello, trời ơi không xong bắn gì trơn á, rồi thôi kệ về luôn đi. Vậy dạ. Vô nó ba chút xíu về điện thoại sao? Bán Berlin thôi, bán Berlin thôi mấy chị, bán Berlin thôi. Em bán Berlin, Berlin. Rồi chốt nhanh giùm em chăm món. Ngày chở bà ăn cơm chút chút thôi chứ quá đâu có đồ đâu gieo. Bán xạo chưa, chẳng dễ sợ chưa. Nè máu máu. Dạ. Ở đây nè có gỗ sòn nè, em đưa gỗ sòn này chị lên gỗ sòn quần quần với mấy chị đi. Ở đây cái máy tao nó hết pin rồi nè mấy ông nội ơi. Rồi bà dẻo đâu, bà dẻo. Trời nó đi hoài, trời nhớ đi như đầm già vậy. Dạ. Trời ơi, tao kêu lấy ba cái mầm này, ba cái lưỡi nhỏ đó, lấy cái mầm đèn đó, bốn bộ cái mầm đèn đó. Con không có bao giờ rảnh, con không chịu giờ, không có rảnh làm mấy cái tem dành 610 hả? Nói không mà chứ không lên mẹ gì chứ. Hello mấy chị. Hello, hello. Không sao không phắn gì trơn á, không có cơ sao không phắn, kem mộng gì trơn á. Nhanh nghe, vô nhanh nghe, lẹ lẹ giùm em, 3.000 anh em, 2.000 anh em giùm em nha. Tặng một cái hộp trang điểm màu đen à. Mai Liên ơi, mày có đó đưa không, đưa luôn cho Mai Liên ơi. Rồi, cái nào có nào đưa đây, tao lên luôn nè cho mấy chị nè. Còn một cái gỗ nữa hay mà. Nhanh mấy chị em đợi. Lên kêu hoài, trời ơi, ủa tao bán 100 món Berlin mà giờ còn 400 người vô vậy trời. Tại vậy có cự chắc nổi, có 2-3 ngàn người coi em đi. Rồi lên nhanh nha. Em có 100 món thôi, em xả hết cốt rồi thôi, xong rồi đi về ngủ. 8:30 rồi đó, xả có 30 phút thôi à. À Berlin lên nha. Em có 3 hồng 3 trắng luôn nha em, Berlin eo gì, lẹ lẹ vô em mấy chị. Trời thả đơn vô, chia sẻ vô, nhóm vô, nhóm đánh ghen, đánh lộn, chữ lộn vô, nhóm bà tám, nhóm bốc phốt vô. Đưa cái hộp màu đen mẹ tặng cho mấy con cái đi, đưa quà đi à. Rồi em có 3 hồng 3 trắng luôn mà em sòn nè. Tôi nói tôi mấy bà luôn, tôi xả banh nóc nhà lồng nha, sòn luôn mà em Berlin duy nhất á, đặc biệt luôn mà em đẹp cực kỳ. Dây sòn có toàn tan tăng lứa ở đây, 1 tầng 2 tầng 3 tầng luôn mà em. Trời ơi, tối ai chế hả? Tối ai chế để chế kéo này lên. Tối ai chế hả? Đây, để lên đây kìa em. À là hết tối. Sáng chân bà chân. Cái mặt cưng chưa mấy chị, và cái mặt mâm đó, mặt mộng lấy like. Nha. Đây. À, dây chìa khóa ha, đừng bây giờ đâu biết đường đâu gờ, chìa khóa đi nữa mua sau đó đi em. Rồi chia sẻ dạ giữ hóa đơn cái này một tấm mà giấy gì gái chị nào gái mua từ 36 cho lên mấy cô giấy. Với lại nãy có một sòng giá rẻ đó mấy viên, có 21 viên đó viên. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn 6.700.000 giùm em. Ở chính giữa sòn giùm em nha. Eo gì sòn Berlin. 3 cộng thôi mà em, giá rẻ cực kỳ. Em hết rồi Thúy Wendy ơi, hết rồi ba ơi. 54 tụt nước coi chịu hết rồi, để coi còn không nè, gian giỏ 1 cộng nè. 3 sợi thôi nè, à, làm biến đeo quá nào, đẹp gì nè mấy bạn nhìn đi. Đẹp tuyệt vời rồi, chốt nè con, lên. Nhanh, còn chậm không còn giùm em nè, nhanh nha. Rồi chị gian giỏ giùm em là 6.700.000. Lưu ý giùm em nha, cho có duy nhất một số tài khoản thôi, cho một cái hộp đen tặng mấy chị đi. À, hộp đó không có bán bây giờ tặng luôn mấy chị, chơi sang lắm. Receive cái hộp tặng luôn cho em nha. Rồi chia sẻ với hội nhóm nha. 200 lượt vô kéo. Rồi hoa đào giùm em là 67. Rồi ok với Vinh hết con rồi 67. Rồi ghi mẹ đi. Xong mấy tháng 7 rồi. Em còn 3 sợ màu hồng, 3 sợ màu hồng. Em chốt cho màu hồng 6.800. 67 hết trơn rồi. Và cái nói nghe nè, cái đó là mấy chị ơi, mấy bà chơi game á, chứ mua vàng quá chúng. Đây 68 giùm em là màu hồng. Màu hồng cực kỳ đẹp, màu hồng có 2 dây à. Đây màu hồng có 2 dây, ồ đẹp mấy chị ơi đó. Lấy cái hộp đen xuống đi con tặng cho mấy chị nè. Ở đây có không khỏi mất công lên. Mấy bà lên 2 3.000 người đi tặng 2 hộp, còn 1.000 người tặng hộp 1 à đó. Phải có sự sự trả giá mấy bà. Phải người bỏ công, người bỏ của chứ. Rồi chúc đơn em 68 nhanh. Nè con ghi này mẹ đi, này vô 67 nè ghi vô. 68 có 2 cộng thôi. Sòn giá rẻ lên liền nè. Mày đâu rồi? Đưa sòn xe qua con ơi.
bông halo hộp tắm 1 ly 6, 1 ly 7 có 2 đôi thôi nè, tôi bán giá rẻ cho mấy bà nè. Vô đây, đôi bông này bán 9 triệu 9 mới về, 9 triệu 9 mới về. Hồng Hạnh với Kim Thúy giùm em là 6 triệu 8. Có 30 phút mà, tốc độ nghe, 30 phút tốc độ, con lấy gì dữ rồi mày. Rồi, nè 68 nè, con đi, bữa nay con đi, mẹ đi 68 hết 68 rồi. Mấy bà ơi, tắm 1 ly 6, 1 ly 7, nhận 4 ly rưỡi, 5 ly 4. Tôi xả cuối tuần 9 triệu 9, không nói nhiều. Tôi không quảng cáo luôn, tôi làm biển quảng cáo lắm, tôi chỉ bán lấy tiền đó thôi à. Rồi ok, 9 triệu 9 nè bạn già ơi. Em chốt đơn cho 9 triệu 9 giùm em, Tiết Trần với Nga Nguyễn hết. Bán lẹ lắm mấy bà. Rồi rồi, rồi trúng áo ơi, xúc mẹ cái 345 mà con ơi. Rồi tôi chốt cho Tiết Trần với Đỗ Giang, sạch sành xanh. Dạ, à, tối nay có live Phụng The. Hôm qua mạng giật quá mới về Phụng The live. Mất công quay tủ túi giống như phè của vậy đó, cho nên là tôi không có về. Mất công mấy bà ơi, tôi đó giờ bình dân nhân gì dễ thương mà mất công người ta nghĩ tôi khác nữa. À, rồi đây, em có một mặt mè sòn, bỏ lỡ tiếc nha. Bình thường mấy chị phải mua giá 27 triệu 900 ngàn. Em sale 24, hôm nay em sale nữa cho mấy chị luôn, 21 triệu 600 ngàn dùm em. 21 triệu 600, mặt mẹ đứng full sòn luôn em, lòng trong luôn em nè. Nghĩ về Phòng The rồi, 9 triệu 9 hết trơn rồi. Đây mẹ sòn đứng hiên ngang đẹp luôn em. Mấy bà ơi, ban đêm coi like em sao coi ít dữ vậy. Ở 21 triệu 600, nhanh còn chậm không còn em nha, 21 6. Trời, cái giấy đẹp với chị Kim Thúy ha, sao xả hủng nhà. Mấy bà mua hàng đặt cọc 3 triệu em, đi đặt cọc 1 triệu sao được. Rồi lên đơn mẹ son. Rồi ủa cái này sao mà gạt sạc, bạc sạc pin vô mà hết pin này, đưa cái điện thoại lại hả con. Điện thoại vàng ơi, sạc pin cái đó ơi, sao ghim cục sạc vô mà nhớ không không ghim gì. À, cũng được nè, cũng đỡ đỡ với mùa trăng mùa quýt nè. À, mấy chị yêu xinh đẹp, 21 triệu 600 ngàn son. Ý hả? Ý em có ý nè, mà tại em lên bà liên cho mấy chị đi. À, rồi chốt đơn dùm em, à, sale thả ra lên dùm em luôn, 21 triệu 600, không có lên nhàn 610 kịp nữa. Hôm nay mẹ đứng chế ơi, mẹ đứng nó hiên ngang lắm, đừng có suy nghĩ là mẹ ngồi sẽ cực, mẹ đứng sẽ không cực, bình thường. 216 em chào chế Vinh, em chào chế Nguyễn Hiền. Em có 3 sợi dây BBL, 6 triệu 8, chốt lại cho Đỗ Giang đi con. Em lấy Hồng phải không? Còn chốt là Đỗ Giang chứ kia xả đó con. Chứ Kim Thúy bà xả rồi. BBL, bling, sòn full luôn em nè. Quá trời đẹp. Em có 3 sợi nha. Đúng nghĩa của xả ban đêm đó. Trời ơi tiệm vàng nè, còn cái cửa giống gì không mày? Có mình vàng thì tiệm nhà tao vậy. Rồi chốt giùm em 7 triệu 8. À, 7 8, đặt được chị yêu. Nè có 3 cộng này làm biển đeo quá nè, đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn em, 7 triệu 800 ngàn. Rồi ghi vô con, 7, 8 hết có 3 cộng. Nhanh bỏ tiết giùm em nha, Trần Cẩm Tú giùm em. Tú Hoài Thương. À, mấy bà đừng chốt, đừng xả âm lâm, mấy bà xả đổi mẫu lỗ 500 nha. Lấy tiền lại lỗ 7, lỗ 1 triệu giùm em nha, chỗ khác mua đồ. Xe không có được đổi mẫu nha mấy chị yêu. Rồi Hoài Thương chốt đơn giùm em, Ngọc Bích Phương giùm em 7, 8. Rồi đôi này em tặng mấy chị luôn, tắm 1 ly 7, 1 ly 8. Tắm lớn, vàng dày, eo vị rất là dày. Làm gì mà mua được giá 12 triệu 800 ngàn mấy chị. 12 triệu 800. Chết rồi, tao chịu cái cửa này không có nổi. Mày đừng mở lên, mở xuống nó mê, tao chịu không nổi thiệt. Mở hoài là nhốt luôn trong này đi ông nội ơi. Rồi che đi Trần giùm em là hết nè. Rồi bông sòn chốt cho 12 triệu 800 nè, 8 ly 7 ly 8, nhận giùm em từ 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Đẹp giả mang mấy chị, dùng một cái chữ là giả mang, tắm VVS1 mà rẻ lắm. À, nói gì nữa bây giờ lên, 12 triệu 800 ngàn. Coi giùm chị tin nhắn của chị yêu Yến Ngọc đi Duyên ơi, Ngọc Yến đi Duyên ơi, TH lại nè, tao cũng không biết TH lại luôn, TH Chu Miêu đó. Coi giùm chị của Yến Ngọc đi cưng ơi, 10 ngày rồi, bạn comment trên bài viết á. 128 rồi á, An Nguyễn giùm em. Em buồn chị Vinh nói sao buồn. À, rồi đây mấy chị xinh đẹp, em có một cái sợi dây này. Trời ơi nó rẻ tuyệt vời luôn nha mấy chị. Em bán mấy bà có 12 triệu 500 ngàn thôi. À, em chưa nhận được bông ạ, là gì cục cưng? Là gì mũi? Đây, sầu luôn em, là chưa nhận được hình hay sao cục cưng?
12 triệu 500 ngàn giùm em dây này luôn, ai bỏ lỡ tiếc 1-2 năm. Dạ luôn dây luôn giùm em 12 triệu 500. Mẹ ngồi em không có cục cưng Rin Nguyễn ơi, nguyên sợi dây 12 triệu 500, bông đó có 12 triệu 800 thôi à, mấy bà làm gì mua được ở đâu. Ủa hai em móc viên sòn sale hồi nãy giá chịu rồi, đưa cái to để chị lên luôn hả mày, có làm tem chị không? 12 năm làm gì mua được, không có giá này đâu, không bao giờ có giá này luôn, em tôi lên với bà luôn đó. À, cái này là màu trắng luôn em nè đó, 12 triệu 500, xả 78 lấy 12 năm phải không? Còn cái to đâu mà em, cái to mà em đưa vô đây sao tới bị đường tao bán mày làm rồi, còn không thì dán tem em tao bán chứ giờ mẫu tao nhớ đi tùm lum hết trơn. To là con nhỏ gì nó chụp hình lại đó. Ờ nhân cho 2365. Trời tự nhiên đưa gì nội tài thiên đó nó không nhớ nổi nữa. Rồi 12 triệu 500 ngàn bé Vinh hết nè. Rồi nhẫn giùm em nè mấy chị. Trời ơi to đùng mấy chị ơi, 58 xe 49 xe tiếp tục với bà còn bung. Nhận giùm em 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. Ai có con chồng nè, cưng chồng giống tôi nè, 44 triệu giùm em. 44. Rồi bông tai 12 triệu 800 còn đang đôi nha quý vị. Quý vị ơi, mấy bà thả tim giùm em nha. À, gặp em thả tim gửi nhau lời chào thân thiết giùm em ha. À, tiếc gì từ thiện cho em phóng sanh cho em dài công đức trái tim lên bầu trời giùm em. Làm xong bỏ bông bên đi, cái nào chưa xin giá bông bên đi. Bây giờ sao tao biết được mày đang lúc like rồi mãi. Bây giờ cứ coi như trả lại cho người ta đó đi. Mừng 28. Tấm to nha, bông bông luôn giùm em. Trời ơi. Rồi đây dây Gucci 1 2 3 4. 3 cộng hả? Dạ, em sửa em làm lớn á, bên mẹ em ra luôn á, có nghĩa là sẽ rất là hoàn hảo. Cũng không hoàn hảo đó mấy chị, đâu thể nào hoàn hảo hết được. Nói chung là em làm cho nó giống như bữa hổm 18 bên mẹ em thì nó không sáng. Em làm cho nó giống như bên đây luôn. À, làm giống luôn cho bên đây cho nó sáng trưng. Dạ, như đèn pin xe hơi vậy đó. Rồi em có 3 sợi dây Gucci vàng hồng Gucci. Trời mấy chị thị trường bán 15 triệu 500 đó. Em bán mấy chị 8 triệu 2. Bỏ lỡ thì tiếc nha, bỏ lỡ thì tiếc. Cười lại vui, bông 9 triệu 9 em hết rồi, cười lại vui ơi. À, kiểm tra tin nhắn đặt 9 ngày hả? Rồi ok chị Lệ Phượng. Rồi nhanh còn chậm mắt 82, 3 cộng Berlin lên xả sập sàn nha. Berlin Gucci sòn, không phải đồ ý đâu, đồ sòn nghe cả nhà. Đồ sòn nha. Nhận có 44 triệu thôi, 44. 82 em cho tình yêu hồng nha, 82. Bữa nay có việc cọc việc ơi vậy chưa em ơi, nè Giang nè, Giang Nguyễn lên đòi nợ nè em ơi. Rồi cho mượn nợ đi, mượn nợ trả đi, lên đòi tao quê mãi. À, lên khăn đẹp đẹp tao còn vui vui, lên đây trả tiền đi, rồi sao tao chịu nổi, tổn thương. Rồi em chốt cho tình yêu Đặng Nguyên, em chốt cho cục cưng, đây, xuất sắc má ơi, thiệt sự luôn mấy chị ơi. Rồi em hết Gucci. Rồi em sẽ tới, em có một cái sợi dây chìa khóa, hai sợi chìa khóa. 610 em không có like nổi đó, Na Băng ơi, là tại vì mấy bạn phải làm tem cho Vinh mới được. Chứ ngồi cộng kiểu này cộng tới sáng nó quá trời mệt. Like kiên 100 món là like kia được có 30 món thôi. Phải cộng công nè, cộng vàng nè, rồi phải nhớ giá vàng. Bây giờ cứ giống như là ngày nào thì lên công ngày đó thì Vinh like được. Chứ bây giờ kiểu này em bấm không nổi. Rồi có hai sợi duy nhất giùm em chìa khóa. Hàng hiệu luôn em nha. Em chúc đôi mấy chị luôn giá 9 triệu 500 ngàn giùm em dây chìa khóa. Còn nghe rồi, cứ nghe rồi, nghe rồi. Chị Giang Nguyễn ơi, nói với Vinh chuyển liền đi, mượn nợ chuyển liền. Còn không chút xíu về em chuyển cho cái to đó cho. À, để chờ đầu nợ của em cũng buồn chứ mà giờ sao, giờ thiếu nợ hơi bị dai. À, bạn già lên không kịp bạn ơi, bây giờ mua xong chi trắng hết trắng rồi. Mua xong chi trắng được không Can Thu ơi, còn màu hồng. Màu hồng 9 triệu rưỡi, mua xong chi trắng. Bông 12 triệu. Không ai làm tem hết trơn, em làm không nổi hết trời. Đây 44 triệu là nhẫn nam nè cục cưng. Rồi bạn chốt đi rồi si trắng nha. Rồi em hết nè, chốt cho Trang Thu nè. Mấy bà đừng chốt cái này xả kia nọ mấy chị. Tội nghiệp em mấy chị, ví dụ như em dễ thương mà cũng đừng làm gì nữa. Tội nghiệp người ta làm hoài không xong biêu. Không mua thì xả trên like em này. Rồi tắm 1 ly 7, 1 ly 8, xả luôn 12 triệu 800. Em sao rồi Đỗ Giang ơi, em lấy hồng là sao rồi. À, rồi chút đơm em 12 triệu 500 mặt bông rồi luôn nè, xả luôn. Nhẫn nam đã này nè cục cưng. Cục cưng ơi, 44 triệu. Nhận 546372 81 được luôn. Đó. Trời ơi, 50 mấy triệu đó mấy chị. Mà bây giờ mấy bà mua giá đó đó.
Rồi con nhỏ Mai Liên gì có đưa gì qua không em ơi? Mai Liên. Trời mấy chị cái dòng này em xả lỗ nè. À, bây giờ em xả với bà luôn 18.500. Ni bông 84950 đeo được. Bông 84950 đeo được giùm em. Rồi mẹ này tôi xả nó nè, với lại mai mốt Duyên ơi, mặt mẹ mày lòn lòng trong thôi, mày cứ lòn khoan đầu hoài Duyên ơi. Mấy đứa này mày dặn Mai Liên nó móc lòng trong được không em? Móc khoan đầu hoài, nói hoài mệt quá. Cái nào mặt mặt mà tao móc được lòng trong ở dưới móc đi cục cưng. Rồi xả luôn mẹ cho mấy chị 20.900 cho số đẹp luôn nè, xả lỗ nè. 20.900.000 đôi dây lớn không cũng được luôn em nha. 20.900.000 mẹ sò mua tới 28.000.000 lần đó. Hoa lọc phát là mua gì vậy cưng? Có chút like không cục cưng? Chút hình hơi lâu nha mấy bạn ơi, nên nhớ giùm em nha. Chút like thì nó hơi nhanh, thì có 2 ngày từ từ nó lên biêu cho. Từ từ nhà em được cái làm việc chậm lắm. Rồi đây em có một cái mặt này em xả cho mấy chị luôn, giá này tặng mấy bà luôn mặt này nha. Trời ơi em xả cho mặt này 9.900.000, ai bỏ lỡ tiếc giùm em. 9.900.000 giùm em mặt này. Rồi nhanh còn chậm mắt. Rồi đây dây Berlin 3 cánh nha, hàng VIP luôn em, xoàn 3 cánh xoàn giùm em. Rồi đây em có 3 dây. Rồi ký đọc chị. Rồi nữa ký sao đi, ba mama nhớ à. Rồi mẹ cho cái gỗ đổ ra đi, like xem nè tao. À, mẹ ý còn không? Rồi em chốt cho mấy chị này luôn nha. Trời ơi mấy chị ơi, sòn nó dây sáng cực kỳ. Lung la lung linh, một viên sòn ở đây nữa giùm em có 3 cộng. Em chốt cho bà giá hơi bị yêu thương đông đầy, bán 6.500.000. 6.500.000 giùm em. À, 6.500.000. Mẹ đang đeo xả với bà 20.900.000. Rồi 6.500.000 chốt cho ai đây? Đó, xuất sắc luôn em. Đẹp chưa mấy chị sòn nha. Heo heo Quỳnh Trang Liên Quỳnh hết. Nè con xanh. Đó, bán nhanh vậy đó mấy chị. Nhanh đó. À, rồi chốt cho Liên Quỳnh 6.500.000. Rồi heo heo 6.500.000. Quỳnh Trang Lê 6.500.000 chốt đúng 3 cộng luôn ha. Rồi mấy bà thương tôi mà đừng bơm tôi, có bơm bơm trên like nha. Rồi sao làm sạch. Rồi ok đông đầy luôn mẹ. Lắc này sòn này xả lỗ cho mấy bà luôn, giá này cho bà mua nha. Em xả lỗ luôn với mấy chị, giá 72.900.000, ni tay 54 trở lại giùm em, 72.900.000. Giá này là em bán lỗ, em không bán lời nha. Cái này không chị nào chốt đơn em xong rồi bơm em á. 72.900.000 full luôn, đồ mới chưa qua sử dụng nha cả nhà. Chị có qua tay tôi đeo thôi, rất là đẹp. Mấy bà một, mấy bà đeo còn không, tôi để tôi đeo luôn. 6.500.000 hết rồi, đổi cùng loại y phần trăm, đổi các loại cộng 500 giùm em nha. Sòn đổi sòn, hộp sòn đổi hộp sòn. Có nghĩa là vỏ mấy chị đổi qua đồ kia được, còn hộp đổi hộp giùm em, tao hộp sau này có 2 với 5 với 3 với 6 thôi. 72.900.000 giùm em này. Rồi hết, lên bà Linh. Đi ó em có 3 cộng nè con, xả nè con, lên con ơi. Rồi bán cho mấy chị luôn giá 8.500.000. Dạ, dòng ni 50 em đang đeo hết, em chốt với bà 18.500 lỗ 1.500.000. Lỗ đó, cái đó em đổi đồ khách sale xuống mà em còn lỗ đó. Rồi đây, Berlin sòn luôn em, đi ó em có 3 dây. Với lại mấy chị đừng lo ngắn vàng, ở đây nó có toàn tan tăng đưa nè, mấy chị cũng đeo nắp nào mấy chị đeo, ai mập thì đeo ngoài, ai là ai ốm thì đeo ở trong. Rồi 8.500.000 có 3 sợi. Nhanh còn chậm không còn nha. Nha. Nhanh còn chậm không còn giùm em, lên đơn. Mẹ lớn em hết hàng rồi cục cưng ơi, chưa có hàng. Chắc tuần sau em mới về mẹ lớn. Rất là đẹp luôn em, 8.500.000. 72.900.000 là em bán lỗ mấy triệu bạc đó Đức Lan, nói thiệt. Cái nào em mấy chị tin em đi, em một ví dụ như đẹp không nói đẹp, xấu nói xấu, ngay cả đồ mớp ở trong lòng trong không bao giờ dù cho con mắt dương tiễn cũng không thấy, nhưng bản thân em chỉ luôn mấy chị cái bi đó, ví dụ em nói mấy chị nghe có nước mà lấy kính hiển vi soi em vẫn chỉ cái chỗ mớp với mấy chị luôn, nhưng mấy chị khỏi lo lắng lăn tăn em không có nói dấp mấy chị đâu. Rồi 8.500.000 giùm em, thông cảm giùm em, bữa nay cuối tuần em xả nghe, mà hôm tao mua 8.800.000 này muốn giúp tôi kìa, kệ đi 88 hay đâu nói 88 giùm em. Rồi chứ em đó mấy bà mua rẻ cái người bán vốn tôi. Dây đó 8.500.000, Tiết Trần ơi. Cái này 10-20 trong vòng 30 ngày, qua 30 ngày là 15-20. Bên em chỉ có một chế độ đổi thôi. Đặng nó sau này nó có lu bu này mấy chị. Đòn đơn giá mấy chị mua like rẻ hơn mua tiệm hay rẻ hơn mua hình, em cũng nói luôn nha. Ví dụ như mấy chị muốn săn rẻ, nhưng mà tại tiệm em cũng bán rẻ hơn chỗ khác 200-300 ngàn, 100 ngàn nha em rồi. 72.900.000 siêu đẹp bà ơi. Dạ Đức Lan mua Đức Lan, em nói thật sự. Là con mà 85
nó lỗ mà không tin em thì sao? Bé này đâu bao giờ nói dốc mấy chị đâu. Rồi em có dây cạch chia, cạch chia sòn, bé Vinh có 3 dây, đẹp tuyệt vời chưa? Chốt cái tiết trăng màu trắng rồi đó, đi ở màu trắng em còn cộng đó mấy chị, bò liên sòn, chủ sòn nha, không phải đủ ý đâu nha. Có cái lắc nào 20 ngày bằng già. Bạn già đang có một lô, ngày mai thì mình lên cho bạn Duyên ơi. Cuối cùng là em làm cái lô lắc xong chưa? Rồi nhưng mà cưng cứ báo cái giá đó, chịu giá đó là chị chịu hài lòng. Nhanh nha mấy chị. Ồ đẹp mấy chị ơi. Bỏ lỡ tiếc lắm đó. Em chốt cho 5.900.000. 5.900.000. 5.900.000 giùm em ha. Đó. Rồi ba sợi. Nè con ghi nhanh lên nhanh. Nhanh nha, cái này bỏ lỡ tiếc đó. Mua không bây giờ mấy chị mà mua được đồ sòn giá 5 triệu mấy đó. Nha, rồi Minh Thương nghe hôm em nè. Cái dây mỏng nghe mua có mấy triệu, đổi dây dày nghe ông nội, không phải 5 mấy triệu đâu nha. Có nhiều chị mua có mấy triệu bạc độn dây dày ông nội ơi, em có nghe. Rồi tôi hết 5.900.000 rồi đó. Rồi Tâm Ngô giùm em nè, sạch. Em chốt đúng người nha. Em thà là em bị bơm em bán ở ngoài đi. Rồi với lại có chân cái mâm kia ra không? Độ ngoài kia 25, độ nọ 50 nha con. Có gà 300 ơi, con bán cái chi mà mấy cô lượm được là con bưng đồ lai cho mấy cô lượm thêm nha. Ai có tiền bán trước mẹ đi. Nhiều khi để mấy chị bơm ta cũng vậy à. Dành lộn chị bơm hoài à. Cái trước là tôi ham tiền đó, ai có tiền là tôi chơi à nghe đó. Vì tôi cũng bán cho con chồng tôi cũng bán thôi. Rồi đây. Trời đẹp chưa mấy chị, nhức cái nách chưa? Cạc tia. Cạc tia sòn, bò liên sòn luôn em nha. Ở trong là màu trắng, ở ngoài là màu hồng. Dây của nó là dây xương cá nha cả nhà, nó cũng có một cái nắp chỗ này luôn. Rồi tôi chốt đơn thị trường với bà mua 15 triệu đó. Tôi bán với bà cái này luôn em là 8.300.000. 8.300.000 giùm em, đẹp chưa mấy chị? Đỉnh luôn em. Lắc sò em đang đeo hả? 10 hay mua trong vòng 30 ngày. Dạ chị ok nên báo vú giùm em đi chị Nga Quỳnh ơi. Rồi lên đơn 8.300.000. Ba sợi nè con ghi mẹ đi. Ba sợi nè. Ghi mẹ đi. Rất là đẹp luôn. Lên nào ấy đó, mà em như giờ hồi trắng em không biết được, này đây màu hồng. Trời mấy cái nhỏ nhỏ này bà đang màu hồng nha. Mà ở thu trắng, ở thu đen màu thì cũng được, chứ ở chuồng cũng đẹp luôn em nội 83. Màu hồng. Lắc tay 72.900.000 mấy bà ơi. Cỏ 4 lá hả? Cỏ 4 lá tối em có bị bơm cộng 9 vô 9 nào em ơi. Đồ bà liên nào tối có bị bơm mấy cộng thì đưa cho các mẹ nha. Rồi có màu trắng 2 sợi nè. Màu hồng 83, màu trắng 82. Màu hồng 83, màu trắng 82. Đưa mẹ đeo lại cho mấy chị coi. Dây xương cá nghe mấy chị. Duyên ơi mày, tao lại mày Duyên ơi, mày đi một tour thôi, mày đi hai ba tour cái mày vòng ngược lại hoài luôn á Duyên. Tao khổ chết tao rồi, giờ bây giờ bỏ một bọc mày đi, mày đừng có làm giọng mày ga lăng với tao. Trong bọc mà tao quấn là đẹp rồi, cái mày ga lăng á mày gỡ ra mày quấn tao vòng hai tour ngược ba tour gỡ muốn khùng luôn. Thôi mày đừng làm giùm tao. Người ta quấn một tour bọc là thấy im rồi, người ta có tinh tế rồi. Cái mày về mày gỡ cái bọc của người ta ra mày quấn ngược lại mấy chị. Nó quẹo cua hai cua, cái nó quẹo ngược lại ba cua, em gỡ muốn khùng em luôn. Rồi đây 8.200.000. 8.200.000 đổi mẫu lỗ 500k nghe mấy chị ơi. Mấy bà thông cảm tôi, mấy bà đổi hoài không lỗ ai muốn lấy. Tôi nói thiệt sự nha, tôi muốn lấy 500.000 tôi làm con với bà luôn. Mà không lấy 500.000 nha, đổi mẫu lỗ 500.000 đổi hoài luôn, đổi khùng luôn. Thiệt. Cái này là nói bằng cả trái tim luôn, mấy bà thông cảm giùm em chứ. Chứ là không có muốn lấy 500.000 cái vụ mà đổi mẫu đâu. Thiệt. Biết tánh em mà em không có ham cái vụ 1-200.000 hay 3-400.000. Em tặng mấy chị một gam 100.000 hay 300.000 còn hơn. Một gam bán rẻ ở thị trường 300.000, 10 gam rẻ hơn 3 triệu rồi. Chỗ các bán lỗ 30%, 10 triệu lỗ 3 triệu rồi. Ở đây lỗ có 20%, 10 triệu lỗ có 2 triệu à. Mà mua của người ta 15 triệu, mua em có 10 triệu thôi. 15 triệu lỗ 30%, lỗ 4 triệu rưỡi. Trong khi em bán 10 triệu lỗ có 2 triệu thôi. Vừa phải đưa cho người ta mượn tiền lời nha, không phải đóng lời luôn. Mà mua ở đây rẻ hơn 5 triệu mà đổi đồ được ngợi được 2 triệu với 4 triệu rưỡi, ngợi được 2 triệu rưỡi. Em thật sự không muốn cho mấy chị đổi mẫu lấy 500 ngàn đâu, em nói bằng cả lương tâm em. Thiệt, em nói dốc mắt lọc luôn mấy chị. Em nếu như thật sự em muốn lấy cái vụ mà đổi mẫu 500 ngàn nha mấy chị à. Em không là bé Vinh, nhưng mà không lấy 500 ngàn mấy chị đổi hoài. Nó chứ không phải là nhiều, đối với em vài trăm ngàn đâu, có nhiều chị chửi nặng em lắm. 8.200.000. Cái này em quy giá tiền rồi chưa? Đúng rồi chị. Rồi ok đi chị lên. Nè mấy chị, em có 21 viên sòn giá rẻ chuẩn bị lên đây. Rồi cái 8.300.000 còn đang cộng nha mấy chị. 83 còn đang sợi. 82 hết rồi, 83 còn sợi. Bà Linh dài nhất thì thêm tổng tăng đưa giùm em. Cái này em nói cho mấy chị hiểu là
không ai em lấy mấy chị đổi mẫu 500.000 là này nọ kia đâu, mà tại không lấy là không có làm xong được. Rồi 83 còn nè. Rồi chị Hoa tulip chuyển luôn em nha. Rồi đây vô 83 màu hồng nè. Rồi một sòn ghẻ nè mấy chị. Ủa Duyên ơi, em lên cái này làm lên lộn nha. À 77 viên D, sorry. Em có 39 nước D, VVS2 với lại VS1. Em này em bán luôn đi mấy chị. Nè giá này. Em có 5 viên 39 nước D, 3 Excellent giùm em nha. VVS2 bỏ lỡ lời tiết nha, nhanh còn chậm không còn, hàng nước D. Đây kho LD VVS2 luôn mà em bán Excellent 1 2 3 4 5. Em xả cho mấy chị một viên nước D 9 triệu một viên. Bỏ lỡ lời tiết. Hàng 2V nha, VVS2 giùm em. Trong khi mấy chị mua 3 ly 6 nước D VVS2, mấy chị phải mua trên 10 triệu 500. Em đang có 5 viên, cái này là kèo thơm, em săn trả tiền trước nhận hàng sau. Trả tiền trước nhận hàng sau, chỉ có kèo thơm này phải bỏ tiền ra trước thôi. Chưa nhận được hàng là phải trả tiền đó nghe cả nhà. Em có 5 viên, rồi em chốt chai đây, 9 triệu giùm em. 9 triệu một viên nha mấy chị ơi, 9 triệu một viên. Em lấy 5 viên hả? Giờ là Duyên ơi. Duyên, trái tim bóng ơi, tình yêu Tiến Vũ đi, em đợi bạn 5-3 phút đi, bạn chuyển tiền bán cho người sau nha. Vậy là có 5 viên thôi đó em ơi. Nước D, Color D, 3 Excellent, VVS2, hàng 2V. Em bán rẻ hơn với 3 ly 6 luôn à. Rồi bạn ơi, bạn chuyển cho mình 5 triệu liền đi. Rồi mình không còn, dù không có là báo lên điện mà chốt qua đây. Đó, em bán giá này cho mấy chị. Rồi em chốt đơn cho mấy chị luôn viên này. 4 ly rưỡi nước ép, hàng 2V, VVS2. Em chốt cho mấy chị giá 15 triệu 200. Em bao với mấy chị thị trường này, không ai bán giá này cho mấy chị. Ấy Vinh bán hàng 2V nha, mấy Vinh săn được một cặp nha. 15 triệu 200, 4 ly rưỡi nước ép, 6 ly 8 ha. Chuẩn bị có hàng đó bà, mà đợi tôi xíu, tôi đang có một cặp tôi để tôi trả giá với người ta. Nước G, VVS1, nhưng mà giá báo tôi thấy chưa phê. À, để sao cho chị Lộc Lê 5 viên nè, là để sao nha. Bây giờ chị kia không chuyển lại bán chị sao nha. Duyên ơi, theo dõi 5 viên đó thì đền không được cái Duyên ơi. Dạ, em kiếm 68 để chị Vinh tối nay nó báo giá đó thấy chưa tốt, để chị Vinh nói chuyện nha. Không có lời, lại cặp có 10 đô, viên à, 2 viên có 4, lời có 400 ngàn thôi. Em nói là cái hàng này em trả tiền trước cho người ta đó mấy chị. 15 triệu 200 một viên. Em chắc chắn, em chuyển cọc đi, bây giờ chị để em trước đó thì em. Tại vì thông cảm với khách mới đúng không, thì Vinh chưa thấy mua lần nào á. Để sao em, bây giờ em chuyển liền đi. Duyên ơi, Tiên Vũ đó, coi tiền ta chuyển liền, ta không có đầu đền nha Duyên. À, ok bạn già, Lâm Trọng ơi, mua giùm chị Vinh đi Lâm Trọng, hàng 2V Lâm Trọng. VVS2. À, chứ không phải là ấy không. Rồi 4 ly 3 nè, à, 7 nút nè. Em có một viên là nước G, VVS2. Một viên nước H, VVS1. Em có cặp này. À, có nghĩa là G thì lại VVS1. Còn nước G là S2 nha, 2V luôn. Còn này là VVS1. Em bán đồng giá cho mấy bà nha. Trời ơi, bán viên này cho mấy bà giá quá rẻ luôn, không mua được ở đâu. 4 ly bà mà em chốt cho mấy bà hàng VVS luôn. Em chốt có 10 triệu 200 ngàn. 10 triệu 200. À, từ từ Lê Quỳnh Trang ơi, từ từ em ơi, từ giờ này đang kiểm sổ em ơi, có gì ngày mai nó sẽ kiểm tra cho em đàng hoàng. À, là lên cho em giỏ lớn ha. Rồi ok gái. Lâm Trọng lấy. Rồi con chốt bớt cho Lâm Trọng 30 triệu 2 viên luôn đi con. Làm viên 15 triệu. Rồi tôi bán luôn, tôi chơi luôn bà, tôi bán vốn cho bà cặp đó luôn. 10 triệu 200. Em chốt cho tình yêu Nhung Phạm Viên nè. Con gái nè, người ta mua một cặp rồi nè. Trời ơi, nói chuyện ngay ngoài con, tôi nghiệp mẹ quá. Rồi để sao cho Nguyễn Kim Chi nè. Tao bán 15 luôn nè, bớt Lâm Trọng, bớt Nguyễn Kim Chi để má sao nè. Lâm Trọng không chuyển là bán cho chị kia nha. Rồi Nhung Phạm giùm em là 10 triệu 200. Khỏi lựa giùm em nha, cái này tôi lựa sẵn với bà rồi. Không cần phải lựa mẹ gì đâu. Em là em chơi đẹp rồi, 10 triệu 200 ngàn, 4 ly 3. Rồi em chốt cho tình yêu Ngọc Phạm là 10 triệu 200, 4 ly 3 nè. Rồi tôi còn một viên này nè, tôi chốt cho bạn nào nè. Rồi 10 triệu 200 Ngọc Phạm nè, chuyển liền giùm tôi nha. Đặt cọc mua 3 triệu giùm em đi. Rồi 4 ly 3. Rồi em có một viên nước Y, VVS2 luôn, hàng 3 Excellent hết. Em không bán hàng Very Good đặc biệt, em bán hàng 2V cho mấy chị luôn, giá rẻ thì cực kỳ luôn nè.
em chốt đơn cho 9.100.000 nhanh lên chị ạ. 9.100.000 43 đẩy tin nhắn cho chị Lâm Trọng chưa em, trai trai nè, dễ thương nè. Ba mùng 10 âm lịch em coi ngày tây bao nhiêu, em sẽ có quà tặng sập sàn cho mấy chị ghé tại tiệm bình thường nha. Em chỉ giảm 50 thôi là giá rẻ hơn thị trường rồi. Bữa nay em sẽ chơi mấy chị luôn, chơi khôn máu để coi đứa cô chơi khôn sao, từ từ tính. Rồi chốt đơn 9.100.000. Ai mà bơm tủ này là tủ hận đời lắm nha mấy bạn. Nói trước à, 9.100.000 em chốt cho bạn. Bạn nào đây? Bạn Nguyên Ly Ly nè, chuyển giùm tôi nè. Bạn Tú Nguyên mã sao rồi, không kịp. Ai đầu độc đầu, không có lựa vào ngày, không có lựa cách quen gì trơn. Chơi là chơi công bằng, liêm chính, liêm minh. Ai mà lấy nít dạ đi hại người khác nha. Nha, tội lúc kiếp nha. Để ông Dương Dương nói rồi đó. Rồi mấy chị, 4 ly. Em có một viên nước ép hàng 3 xích lệnh luôn em. VS1 4 ly luôn em. Trời ơi mấy chị, mấy bà đeo VVS cũng được, hoặc VS cũng được, không phải là hàng SE đâu. Hàng V là ok rồi, có V là có ok rồi, có V là có tiền rồi, có V là đẹp rồi. Rồi em chốt đơn bên này cho mấy chị luôn, giá 4 ly nha mấy chị. Em bán cho mấy chị giá 8.900.000, giá mất thở đó. Giá mất thở hết rồi. Ai chuyển liền đi, bữa nay tôi săn đồ cho mấy bà luôn. 4 ly nước ép mà bán giá 8.900.000. Con ơi sao không vô cái viên 15.000.000, hai viên cho anh Lâm Trọng như viên ngày mai mà ở dẹo. Còn có thấy là Lâm Trọng ơi, điện hotline đi Lâm Trọng ơi. Trời ơi, hoài hoài thương một viên này chỉ giùm tôi 3.000.000 đi. Cho tôi tiền đấy mấy chị, tại tôi bị bơm nhiều quá cho nên tôi hơi bị nghi ngờ mấy bà. Rồi nước G. Em chốt cho viên nước G này mấy chị giá 8.600.000. 8.600.000 giùm em. Ai bỏ lỡ tiếc giùm em 8.600.000. Trời ơi mấy chị, nước G nước F đi gan nhau mấy ông nội ơi. Rồi nhí nhí tôi để cho mã sau 89 nè Duyên ơi. Mấy cái hộp này em vui lòng em đợi chị đầu tiên chuyển đi Duyên ơi. Chị sao mà chuyển trước, cái tao có đồ là tao đền. Cái này phải trả tiền trước mới nhận hàng sau, mấy chị thấy có nghịch lý không? Mấy bà dám giống như em không? Mua sòn á, đang mua lại cũng giống vậy mà tôi ở đây ba ơi. Quên nó trời, có gì làm sao chứ chúng quýnh tôi. Rồi 86 giùm em nè, chốt đơn trai đây. Phan thì bé Ngọc 86. Kim Thí không kịp rồi bà ơi. Mà cái này chắc em phải đợi người ta chuyển cái chị đầu tiên chuyển liền nha Duyên. Cái vụ hộp nè, tao đền không được chút xíu là mai mà em lên nói chị ơi đền tao không có đền được nghe ông nội. Kèo này đền không được nha. Em có một cặp 4 ly rưỡi nước H, một viên AF, một viên VVS1. Trời ơi mấy chị, tao nói giá xỉu ngang xỉu ngựa, giá lặt úp luôn đó mấy chị. Em chốt cho 13.400.000 nước H. Nước H nó tương đương nước F, nước G. Mà cái này một viên AF, một viên VVS1, 3 Excellent. Cái mặt không có sức gì hết cái ơi. Dạ. Rồi em chốt đơn luôn cho cái này, giá quá rẻ luôn nha. Một viên 13.400.000. Trời ơi mấy chị, AF. Đây là lò quay heo gừng nha. Mấy cái vụ này mà bơm tôi là tôi nhớ là tôi hận đó nghe, tôi ghim đó nghe. Tôi liếc đó gì đó. Rồi ok hết nè, chốt lò quay heo gần. Rồi em có 4 ly 19, 4 ly 18 nước G, 3 Excellent luôn. Nhớ nha mấy chị, mua hàng kiểm định VVS cũng được, vật VS cũng được, chỉ có mua hàng SA thì mấy chị lo thôi, có V là có ok, có V là có ok cho em. Đừng có lay động gì hết trơn á, bỏ tiền ra mua gì rồi. Em nhầm phải không? Nhầm với là bây giờ chốt cái tình yêu Minh Quỳnh Quỳnh lấy hai viên hàng sao. Rồi bây giờ lò quay gì đó có lấy không em ơi? Em nhầm mẹ hả? Vậy là giờ Minh Quỳnh Quỳnh lấy một viên hai viên. Bà lấy luôn hai viên hàng sao, còn không thì xả nè, bây giờ xả Minh Quỳnh Quỳnh, xả luôn lò quay nè. 13.400.000 rẻ muốn xỉu rồi, còn gì nữa mấy chị? 13.400.000, hai viên 86 quá rồi. Minh Quỳnh Quỳnh bà lấy luôn hai viên đi, bà nhận không đẹp không, trắng như nó ép bà quýnh thôi. 59.900.000 Diễm lấy rồi không còn mấy chị ơi, trời cái lắc đó rẻ. Rồi Trương Thế Hiện với Minh Quỳnh Quỳnh đó con, gọi người gì? Xong hết. Rồi đây nè mấy chị, 4 ly 18, 4 ly 19, nói năm nay ai hỏi mình trả lời 4 ly 2 luôn cho em. Trời ơi mấy chị, bán cho giá 9.400.000. 4 ly 18, 4 ly 19, em bán 9.400.000. Bông 12.800.000 còn lò quay heo quần ơi, đâu bông mà có một vòng tròn ly 7, ly 8, ly 6 hết đó con. Vô cho lò quay heo gần bông vòng tròn bông, bé bông alo nha. Đây, cắt đi 48 tôi tính cho bà 70. Tôi bán lỗ tụt quần luôn đó Trinh ơi.
là bớt 70 là không bớt nữa nha. Có nghĩa là bây giờ tôi chốt bà 72.9, tôi ghi trong comment luôn, tôi ghi trong inbox, cắt ni 48 bán còn 70. Rồi tôi chốt đơn cho bạn Châu Tiền, tôi có 1 viên 1 mà mua 2 viên tôi không có. Nè con ghi mẹ nè. Rồi rồi em chốt đơn cho 9.4 triệu hết rồi, có 1 viên 1 mà mua 2 viên không có. Châu Tiền chốt đơn. Rồi em để cho ai đây? À, Châu Tiền đầu tiên chuyển liền. Dạ à, Đức Lan đi máy cục cưng ơi. Dành quá dành rồi. Em để sao cho chị Hồng Loan, em không có 2 viên, chị để sao cho chị thôi. À, nè, à, em nói em xả lỗ mấy triệu bạc mà mấy chị tính tình thôi, em nói thật sự. Tại cái lắc này bản thân em là bữa hổm chị kia chốt rồi bơm em nè. Không có bán hàng lướt đâu mấy chị, nghe hàng mới á mấy chị nhìn đi. Có luôn Amaro trong đây nè, tấm VVS1 luôn. Ở bên kia em báo với bên chị quánh á Duyên ơi, chị quánh á, chị ánh á. À, đó bây giờ à, bà thương tôi nghe, 72.9 nếu có cắt bớt tôi tính 70, nếu có cắt bớt em tính cho 70, còn nếu không có cắt bớt thì em không tính 70 nè, con chụp đăng bán đi. Rồi em có 1 viên 4 ly nước G VS1 3 xin lình nên luôn. Rồi chốt cho Đức Lan ha, có cắt không em? Bây giờ nói nghe là cơn 72.9 nếu có cắt ni, tại chị lỗ rồi. Với lại em nhớ nè, ví dụ chị bán em 72.9 chị thôi 72.9 không không mà 70 đâu, sọn nó theo quá đơn mà nha. Em trai trả tiền liên lạc Duyên ơi, coi Tiến Vũ nha, ở nước ngoài nha cưng ơi, coi chừng. Lưu ý giùm em, Việt Nam nước ngoài mãi mãi một tình yêu 24-27 giùm em nha. Rồi có cắt ni là tính 70. Rồi em chốt cho Đức Lan nè, Đức Lan chuyển liền 10 triệu giùm em. Coi cho Tiến Vũ em ơi, coi ai nhớ nhắc em trai chuyển số tài khoản sau lưng. Rồi hết rồi đen gịnh Niên ơi. Rồi em sale luôn chỗ này cho bà giá sập sàn luôn, 4 ly à, nước G VS1 em xả với bà 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi không có vô được là 5 trọng ơi, vô trong giùm em đi 5 trọng ơi. 4 ly đây mấy chị, mấy bà mua mười mấy 20 triệu. Nha nó tuột có bột nước thôi. À, em chốt đơn với bà 8 triệu rưỡi. À, ai bỏ lỡ tiếc rồi, hai mấy viên sòn rồi tới cái này. Rồi quý cây xăng nè, chuyển bạc cọc giùm em 3 triệu nha. Dạ em hết rồi Giang Định Niên ơi, không còn. Lắc tay sạch rồi. À, chốt cho Đức Lan, Đức Lan chuyển khoản cho Duyên ơi. Em có 3 ly 9 AF. Hàng AF luôn nghe mấy chị. Nó không phải là hàng VVS đâu. Em có một cặp. Nhận giùm em là từ 4 ly trở lên là đẹp rồi đó gái. À, xuất sắc giùm em. Kết bạn là giả. Kết bạn là giả. Em để sao cho Giang... để cho Giang sao tình yêu Trinh nè. Mai ghé không kịp rồi chị gái ơi. Bây giờ em để sao? Bây giờ bà nào chuyển trước coi. 72.9 em coi tranh thủ đó Duyên ơi. Bán sổ lộ đó. Em chốt cho viên AF đi cho mấy chị luôn. Em bán nước F. Hàng AF nha mấy chị. VVS1 mới tới AF. Em chốt 9.900.000. Em có một cặp. Bỏ lỡ tiếp. Trời ơi mấy chị ơi. Giá này em bán mà em còn quéo giò luôn đó. Em không nghĩ em săn được cho bà giá này luôn. 9.900.000 một viên. Hàng AF luôn. Trong khi mấy chị mua chỗ khác bán hàng VVS1. Công ty bán 14-14 năm. Em đang bán cho bà AF, ưu tiên bà nào lấy nguyên một cặp làm đôi bông đi. Ai lấy nguyên một cặp lên hai viên cho em. 3 ly 9 nè. Chị Quế Anh đăng với chị Hương Sen ơi, nguyện viên hay sao? Hay là bà em ưu tiên lấy một cặp. Rẻ lắm mấy chị, khỏi suy nghĩ nhiều mất công. Khỏi suy nghĩ nhiều mất công luôn rồi. Lò quay heo gừng nè, đặt cọc nè. Rồi bây giờ 9.900.000 Quế Anh ơi. Một cặp Hương Sen lấy trước nha. Rồi ok Hương Sen lấy một cặp. Rồi chuyển giùm em 5 triệu đi cục cưng. Số tài khoản sau lưng trên đầu em, dù ai nói ngã nói nghiêng, một số sau lưng trên đầu em có bị kẹt thì tranh thủ ấy liền giùm em hết nha. Rồi em còn một viên 3 ly 9 nước ơ. Nước ơ nha, nước ơ hồi nãy nước ép. Nhưng mà độ sạch của nó là VVS1. Em bán với bà giá 9.800.000, một viên duy nhất hết rồi. 9.800.000 bà thông cảm đi, bị bơm quá trời rồi, cho nên mới lấy tiền lạng sạng sàn ngầu. Mấy bà mua chỗ khác á mấy chị dữ lắm, mấy bà không có dám bơm. Còn em bơm suốt thiệt, bơm mà không bơm món, bơm gỗ, bơm trục, bơm trăm vô chút chơi cái đi ra đính hình vậy hoài đó, mà chửi thì em không dám chửi, làm không dám làm. Có nhiều chị nha, bơm hàng em xong chửi ngược lại em nữa. Trời ơi mấy chị, nghịch lý cuộc đời lắm, nó nghịch lý cuộc đời lắm nha. Phương Anh Nguyễn chụp bói vàng cho cưng, chụp bói da đơn vàng là đi rồi. À, khỏi em hỏi Vinh nha, ai mà mua hàng bên em chụp bói đơn vàng qua đi rồi, và các bạn lưu ý là đợi bên kia người ta ship cho 2-3 ngày nữa rồi lên đơn em viên cuối cùng 9.800.000.
nè, em chân vàng qua đây rồi hết nè, chú có nữa, ví dụ như sáng có muốn chụp cho mấy sĩ vậy đó, mở cái tủ này ra chụp, kéo bên đây nè, hai bên luôn, bên đây nè, lẻ số lượng là bên đây có số lượng luôn em, lá này 9.8 luôn em này. À, Ngọc Phạm lấy gì cục cưng vô trong giùm em đi cục cưng. À, lắc sòn nãy tôi hết rồi. 9.8 là 3.9 bạc. Nước ơ this one còn viên cuối cùng sạch. Rồi em lên cho Berlin nè. Rồi dây này là trời ơi cái dây tròn tròn này thấy cưng lắm, có 2 dây bữa nay mấy chị. Xả cho bà luôn 7 triệu rồi. Không nói nhiều, rất là đẹp luôn em, ta bán 11.500. À, 9.8. À, bà Vũ ơi, bà Vũ đang đứng kia bên kiếm đồ. Bà nào cũng muốn kêu Vũ vô trong tủ sắt đó. Vàng mà tôi xin lỗi với bà đi, 600 610, bây giờ tôi không có đủ nhân lực để làm tem cho tôi, nhân viên tôi nó bán chạy vòng vòng ngoài đứa nào đứa nấy đây. Rồi lên luôn em, 7 triệu đẹp chưa, xuất sắc. 2 sợi nè con, ghi mẹ đi đó, 7 triệu. Em có một cái sợi dây sòn ở trong là ruby thiệt nha, ruby thiệt, không phải sòn xanh mà ruby thiệt. Rồi em có 2 dây chuẩn bị lên đơn. Em để sao chế mày hầm 729 đó, tao để tới 2 người, người đầu tiên cái gì mà mày bơm tao là thận đời mày Duyên ơi. 729, đừng có bơm chị toàn nghiệp. À, nó nè, người ta để đẹp chưa, con Duyên nó tào lanh lắm, nó lấy cái miếng đen đen đó mấy chị rồi nó quấn cho em. Trời ơi, em gỡ ra tới đâu nghe em tức con Duyên tới đó nè, người ta quấn sẵn hết chân nè. Đó, là rồi ok. Em có 2 giây thôi, trời ơi mấy chị. 20.500.000 đó, mấy bà nghĩ em bán nhiều. Em bán với bà luôn, dây mặt luôn là 15 triệu, ruby thiệt nha, ròn xung quanh luôn dây luôn mấy em này. 4 ly hết rồi cơ, 3 ly 9 em còn có 1 viên nước ơ thôi, nãy 1 viên đó. Ai mua mua đi rồi bán cho 9 triệu rưỡi nè, xả luôn. Một viên duy nhất à, mấy bà mua đi rồi từ từ có nào mấy bà mua vô. Nhận vô nhận cũng được mà. Rồi 9 triệu rưỡi, à, nước ơ VVS1, Lan Ngọc Diễm 15, Trinh Mai 15 sạch. Ruby thiệt nha mấy bà, rồi 15 nè. Bán vàng em nó lộn hay mấy chị, hết rồi, Trinh Mai sạch. Yukun em để cho mã sao, Yukun để cho mã sao giùm em, rồi chốt. Chị nào bên em tụi em xong tụi em báo chị Vinh nha, còn chưa xong ở đây hoài luôn. Xong chưa mẫu, nhà nào mẫu xong báo hay cơ. Rồi ok, rồi hết trơn nè mấy chị, không còn sạch rồi. Trời ơi, cái sợi đi ó này full sòn, thương hiệu luôn em đi ó, hết rồi mấy chị ơi, không còn. Ôi mấy chị, em mà, em mấy chị nhìn mặt em đi, nhìn mặt em đi. Trời ơi, mặt này phải bán vàng đẹp giá rẻ chứ mấy chị. Còn bắt mắt mua đâu không được. Trời ơi, tự nhiên đi xuống quê mua mà mua. Mà mua đồ xấu, mà mua đồ mắc ai mà mua. Không có chuyện dưới quê bán đồ xấu mấy bà. Mà mấy chị dân thành thị chưa chắc mua được đồ đẹp gì nha. Yên tâm nha, đây. Nó độc lạ miền Tây đó mấy chị. Full sòn chưa, rồi chuẩn bị lên giá 8.8 triệu. Đẹp nhất cái nách mấy bà ơi. À, đó giờ cái mẫu này mới tin về luôn nha. Mấy ok, có nhiều khi em like lần 2 rồi. 8.8 triệu, nó có 3 nấc nè, từ 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi. À, wow, khơm cho chubby hết nè, 15 triệu nào cũng đưa vô đi nó. Đó, mấy bà có ai bán gì, có nhiều bạn tôi nói ê bà Vinh mày khùng cái gì mày bán chưa kịp thấy mẹ gì trơn là hết mẹ rồi, 15 triệu hết rồi không còn. 88 giùm em nè, trời ơi nó dài dữ mấy ông nội ơi nè. Đổ cẩm nè, con chắc đơn đổ cẩm một viên đi buồn chị Vinh rồi đó nha. À, Quỳnh Baby nè, có 3 cộng mà không có nhiều. Nó mày chưa đưa lên, chưa kịp thấy con mẹ gì trơn là mày xuống hết rồi. Ừ, mấy chị mua đồ gì mấy chị quen, con mắt của mấy chị như Dương Tiễn đó. Đưa lên là mấy chị, có nghĩa là chỉ cần đưa lên thôi, chưa kịp nói giá. Chị lấy dây Vinh ơi, mà chưa biết cục dây đó là cái giống gì. Mà chị cũng mua luôn, tôi cũng nhiều khi cũng thấy hay. Rồi Phạm Kim Anh nhà em mã 88. Em có 3 sợi, em chốt cho 4 người. À, rồi Lucky, để mã sau 8.8 triệu. Tiếu lắm mấy chị, nói quỷ này bán khùng bán điên gì mà mấy chị cũng mua. Nè mấy chị, xả luôn cho 43 triệu giùm em sờn. 43. Hết rồi không còn, 43 triệu giùm em nè, lòng trong luôn em sờn em. Không vừa rồi, Duyên ơi, 72.900 tắt 8 xả chị Đức Lan đi Duyên ơi, chốt cho mấy chị kia con ơi. Chị ơi, cái này nó có 54 à, mà bà nói 50, tắt 8 là nó tới 56 lần. Vì em xả chị nghe, giờ chốt cho Chinh Lê với chị Hạnh My đi em ơi. Rồi chúc đêm em 43 triệu xả luôn. Ai bỏ lỡ tiếc. Vợ Nhẫn Nam nhận 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. Chủ ở trên đây em đang tặng cho mấy chị một viên 2 carat 8 ly. Nhẫn 5 hộp hả? À, để ngày mai em đàm phán được cái lô lắc đó mấy chị, em sẽ bớt thêm cho mấy chị 300 nữa. Để em đàm phán được với người ta nữa thì em sẽ bớt thêm mấy chị 300 nữa. Em đang nhập số lượng nhiều về mà không bớt là em không chơi nha. 43 triệu giùm em, 9 triệu rưỡi là gì hết. À, đây Vinh đâu biết cục cưng.
93 là gì? Dinh không biết. Cho mẹ Sòn mẹ em xả cho bà luôn 20. À, 20 triệu giùm em, đẹp tuyệt vời. Xả lỗ nha, xả lỗ 1 triệu 6. Nào bán lỗ nói lỗ, nào bán lời nói lời. Mẹ đứng luôn em nè, đẹp tuyệt vời luôn em. 20 triệu, khoen đầu Sòn luôn em nha. Vòng tay của anh đi 45, 46 gì hả Rin ơi. Em cái miệng em, mấy chị không phải em mấy chị nhỏ không được nha mấy chị. Tại cái miệng em nó cắt cho thanh quản rồi, nó mổ Avidan hết rồi. Dây đang đeo chối với bà luôn 6 triệu 8. Ai bỏ lỡ tiếc lùm em, 6,8 2 sợi. Nha Sòn luôn màu hồng, mấy chị đâu mặc cái áo 500 ngàn thôi. Đeo cọng dây gì dễ thương rồi. Đâu cần là phải mấy bà quét vô 10 tỷ, 5 tỷ với mấy level đâu. Có nhiều khi đeo nhỏ nhỏ là dễ thương. Và tùy trường hợp nha mấy chị, đi đám cưới đám mơ agenda đồ đó cũng quất bảnh bảnh đồ lên nha mấy chị, nhiều nhiều lên. Nhiều khi mình đeo đi ăn đi chơi nè đó, nhiều khi có những cái áo thun mình chỉ cần mặc một cái đồ 5 triệu 10 triệu thôi đã đẹp. Không phải cái gì mấy chị cũng là khi nào mấy chị cũng chét là mắc tiền lên không có gì. Nhiều khi mấy chị thấy một cái túi ESL nha, Berlin kẹp nách nha mấy chị, hoặc là của Alexi Wang, nó vẫn đẹp hơn những cái túi của Hermès mà mấy chị kẹp nách bằng cái túi này bên đây. Nó vẫn không thời trang thể thao bằng Alexi Wang với lại ESL Berlin màu đen đây nha mấy chị. À, có nhiều khi đâu phải là cái gì cũng là mắc là ok hết đâu. Có nhiều khi cái đồ bình dân nó làm cho mấy chị dễ thương không nè. Không lẽ giờ mấy chị quất công dây sòm 3 tỷ vô đây. Trời ơi nó như khoe của già đanh. Đúng không? Rồi 6 triệu 800 ngàn luôn em này. Vinh ơi hả? Ê kêu chuyển khoản tiếp coi chừng giả nha chị Châu Vinh ơi. Nếu chuyển khoản vẫn là số tài khoản 24-27 lúc đầu tiên nha. Và tại bên em không thu hộ trên 20 triệu được. Vì công ty ký hợp đồng chỉ thu hộ từ 20 triệu trở xuống thôi. Nếu có chuyển khoản thêm lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 vẫn là số tài khoản ban đầu. 9 triệu rưỡi còn nó cục cưng. Đây 6 triệu 8, dây 8 triệu 8 hết rồi. Nó rất là dễ thương đó mấy bạn. Ôi trời, 6 triệu 8 không mối. Quê với chị 6 triệu 8 bạn yêu. Rồi anh bóc cho tình yêu Vinh xả cho 5 triệu 9 đúng không? Cho nên tùy trường hợp mấy chị. Chẳng hạn như bà về quê mà bà đeo cái đồng hồ 8 tiền tính đâu, quỷ nên điên. Nó điên nha. Xách một cái túi ví dụ như 3 triệu, 5 triệu, 20 triệu rồi còn được. Cái túi 500. Con này nó điên nặng rồi. Mấy cô ở nhà trời ơi, điên rồi, con này nó điên rồi. Đó là dạng vậy đó mấy chị. Tùy trường hợp. Rồi ok tình yêu Khanh Nguyễn 68. Ai có tiền là hắn đó, nha vậy đó. Rồi cục cưng em du lịch đi. Rồi đây nè mấy chị. Dòng gắn ở chiều ni bà đó Tiên ơi, cục vàng 88 với Quỳnh Trang Lê. Nhân viên chưa liên hệ, đâu có liên hệ, tự nhắn cho trong giùm tôi đi Quỳnh Trang Lê. Rồi đây giùm em nè. Trời ơi mấy chị. Khủng khiếp luôn đó. Em chốt cho 4 triệu 8 sợi dây này có 3 cộng. Nè lẹ đi con, nhanh lên. Đó. Ủa chiếc nhẫn mày bỏ nhà hả con? Bỏ nhà hả? Những sầu tao đeo á. Gì hả? Trời cái đầu giờ tao khùng quá trời. Ủa vậy hả? Nè con, 4 triệu 8 này lẹ lên. Đó, 48. Không nhớ mấy chị, giờ cái đầu hư hết trơn mấy chị ơi. Cái đầu hư nhớ con mạnh dẹo à. 48 chốt đơn. Thương mạc giùm em chốt đơn, em có 3 cộng à. Lẹ đi mấy chị. Bán đồ ngồi hết rồi đó. Trời ơi má. Thật sự luôn mấy chị. Em cũng thấy em kinh điển luôn. Em còn bán nhanh hơn bánh kẹo đó mấy chị. Em bán đồ sòn nhanh hơn bánh kẹo luôn. Bánh kẹo hộp 120 ngàn. Chứ nhiều khi còn bình thường mấy chị. Mấy bà cho em sống giàu cũng được, cho em sống nghèo cũng được, không sao. Nhưng thôi sống giàu đi mấy chị. Tại vì không phải là sống giàu không mày. Phải giàu thì mới lo được gia đình với mọi người chứ mấy chị. Nhiều khi em nói chuyện nghe có hiếu với cha mẹ, thương anh chị em mà không có tiền, lực bất đồng tâm. Lực bất đồng tâm. Cái tánh em vậy đó chị. Em làm hết maximum nha. Em dù cho em làm chuyện gì đi chăng nữa nha mấy chị, em lãnh cái đó là em phải làm cho nó tới bên tới nó giùm em. Có nhiều là em dắt hết, em không chừa là công sức gì hết. Rồi hết rồi tình yêu. Chị Châu tiền ha, chị vô trong giùm em đi, nhân viên em. Với lại có mấy chị khách á, biết cái nết nhà em á. Thí dụ nha, không có được chốt like mà chụp hình lại, ê tao mua cái này, chuyển qua bill. Dạ ok chị chốt đơn, mà thật sự chị mấy chị không được chốt mà nó thấy tiền nó ham. Dạ. Dẹo chị, dẹo đang đi bác sĩ rồi, thôi để nó đi bác sĩ đi chị. Trời ơi chị ơi, cũng vất vả, nó đi làm mướn mà cho đi bác sĩ. Mà đi cũng mệt mỏi lắm. Đây nè mấy chị, bỏ lỡ tiếc nha. LV Sòn Berlin luôn, 7 triệu rưỡi, welcome. Chị lỗ 1 triệu 6, lỗ con em chồng ơi, tao chị mày chứ không em mày đâu nha, cũng phải con luôn. Lỗ 1 triệu 6, nói thiệt. Rồi chốt 7 triệu rưỡi.
À, nay con đứng bằng xỉu luôn. Hệ hồ. À, an gì, an gì bên này. Đây coi. Hệ hồ, an an bé cưới, Minh Tống giùm em đòi sạch. Trời ơi đó. Bánh kẹo hộp 100 ngàn còn phải quảng cáo đó nè, em thèm quảng cáo luôn. Ghê chưa mấy chị? Cưng chưa? Rồi bé Dinh chốt 7 triệu rồi hết. Chết tin nhắn cho vô cuốn. Rồi chốt sao cho tình yêu thiện kiểm. À, Duyên ơi chốt tin nhắn, Duyên ơi tiền vô Duyên ơi. Mẫu không thiếu mạng tiền gửi phải không Mẫu? Ước gì mà lấy tông tỷ thôi Mẫu. Ê còn 2 cộng, ê tôi đừng lấy cộng mà. Ôi dạ 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 ok tưởng nó bà. Tưởng được 5 cộng mừng dữ rồi. Rồi thương hiệu. Thấy heo không Vinh ơi, Vinh thấy heo không? À, 88. Nhiều khi trọng lượng nó hơi nặng chút xíu em. À, nhiều khi cái này mấy chị phải trọng lượng nó có được á, em bán dòng cặt chim mấy chị la em. Có nhiều chị chữ mua bán như quần què. Sao mà họ mới mà chốt họ mới bán tao 39 triệu cái giờ bán 36 triệu. Nhiều khi nặng nhẹ mấy chị, nhiều khi cái ni mấy chị chứ đâu phải lúc nào cũng bằng nhau đó mấy chị. Nhầm đợt mấy chị, đợt nặng đợt nhẹ. À, đây mấy chị yêu xinh đẹp, giá quá rẻ cho một tình, với lại bữa nay cuối tuần xả banh móc với bà ơi. Bà mua cuối tuần là bà vô mánh đó, em chốt đơn với bà 6 triệu 3, sợi dây Berlin, Vương Miện, Tiffany. Chị có bầu, không có đâu có bầu đâu, cái bụng bự không có bầu. Trời hỏi câu tôi đớn đau cuộc đời. 63 cục cân, với lại mặc cái quần này nó đụng độn lên, nó chở em không ăn gì luôn mấy chị. Không dám nuốt lạnh luôn á. À, để ra dịu em, mà nhà em không ai có bầu chứ mấy chị ơi. 63 hết nè mấy chị, rồi sạch. Đó, em bán rẻ mà không chị la em kìa nè. Em cảm thấy nay cuối tuần mấy chị ơi, với lại à, em giống như em cũng nói cho mấy chị hiểu đó, không phải lúc nào nó cũng bằng tiền nhau. Cái dòng đi 52 nó 45 triệu mà cái dòng đi 49 nó có 36 triệu thôi nha, chứ không phải là. Rồi 63 cho tình yêu Nguyễn Hằng và 63 cho tình yêu Nuna. Rồi bé Dinh hết nha cả nhà ơi, lên. Rồi màu hồng có sao tôi nhớ tôi đặt màu hồng 2 cộng mà mày làm tôi có 1 cộng nha Duyên. Ủa có 1 cộng là 1 cộng hả? Kỳ trời. Rồi chốt cho mấy chị luôn nè, màu hồng nè 7 triệu 9. Rồi thêm cho 7 triệu 6 thôi. Màu hồng có sợ nha, Berlin sòn luôn em, màu hồng 7 triệu 6. À. Vương Miện 6 triệu 3, màu hồng 7 triệu 6. Rồi vỏ mỹ lệ giùm em sạch ra mấy chị. Có lên ý hiệu không? Trời ơi, một đống trong đây nè mấy chị. Bà vú vú bà mở tủ rồi cho mấy chị coi, tủ em đây vú. Nè mở tủ đi, cái tủ này em. Cánh cửa em mấy chị coi nè. Bị khùng mấy chị, em bị khùng. Nè mấy chị nhìn nha. Nó cho mấy chị coi soi nè. Đó. Mấy chị thấy chưa? Rồi cho mấy chị soi nè, để tầng tầng đây, bên đây còn một mà một cánh cửa bên đây nè mấy chị. Đó. Mà thấy chưa? Đó. Là còn đối mặt dưới đây là một tủ nữa, y gan vậy đó, bị khùng không? Em bị khùng vàng mà à, em nói thật sự mấy chị mà. Rồi 76 có 1 cộng 1 hả mấy bé ơi? 76 chốt cho Liên Quỳnh, em Linh mua vài cộng đeo, tôi không ngại mất tiêu, trời bỏ tôi trời. Ờ, à, mấy bà Long Xuyên bỏ tôi buồn nghe. À, thương tôi nghe rồi, chốt đơn cho Liên Quỳnh hết đó mấy chị. Khùng mấy chị, em khùng vàng. Ờ, à, thiệt. Chưa hết là, kiểu là like một mà chưa kịp like là em nhập nữa rồi. Em bị điên lắm mấy chị, vậy là em hay nảy mặt á. Em hay nảy mặt á mấy chị, tính em hay nảy mặt á. À, rồi em có xe dây vuông eo gì nè, xả luôn nha bà luôn nha. Trời ơi giá xả hú hồn chim mén luôn nè. Chúc cho 8 triệu thôi. À. 8 triệu luôn em nè. Còn nó vú bên đây còn tủ này nè. Nghe chưa? Mẹ. Nè, bên đây nè, mẹ bán tiếp tôi đi. Nè, mẹ đỏ đỏ đầu đằng kia tủ nó kìa. Trời ơi trời, khùng luôn mấy chị ơi. Ủa thì tôi đưa cái mâm đó bưng nhẹ nhẹ nha, trời bưng lật đổ tôi ẻo quần nha ba. Nè 8 triệu nè, hết rồi nè, dẹo mua đi con. À, nè Trang Nguyễn nè con, lẹ lẹ, tiền Nguyễn nè. À, mẹ. Dạ, à, bà vú bơ Lê Mỹ Hằng giùm em 8 triệu mấy chị. Em lấy không hết mà, cái tập em vậy đó mấy chị, em nể mặt lắm, ai mời em lấy mấy chị. Mà nhiều khi nhiên nó trời Phật ơi chị ơi, chưa có like được gì trơn á. Dòng báo hồng á. Rồi tiền Nguyễn nè, chốt đơn tiền Nguyễn còn sợi 8 triệu nó hết trơn nha cả nhà. Ờ à, rồi em có sợi dây ngôi sao, mua cho con mình đeo được nha. Cái này thì hơi baby xíu. À, bà Vũ bao vơ phờ. Vũ ơi kiểm dây 7 triệu ha, mai cam gửi vô đi mai ca.
không có thì vú đền cho. Trời ơi, nhiều khi tôi mới lai like tối trong cộng đó, bà lấy bán đại với nó đi, có tiền. Mày ca là gì ba? Nghe nhớ nghe Duyên, người ta cột cái bọc này rồi, về đừng có mở cái bọc ra nghe. Trời ơi trời, tao lanh mở buông gối hết trơn à. Thôi rồi để em like đi, tội nghiệp em ở dưới quay. Nè em xả tặng mấy chị 4 triệu rưỡi full sòn luôn em, nhanh lên. 4.500.000, 4 à, nít người lớn hơn 5 thơ lấu đeo được luôn em, 4 triệu rưỡi. Mẹ ơi trong đây nè mẹ. Đây nè ba, thì bây giờ ba đưa hình đi, cũng nhầm bữa, nó nhầm bữa ba tưng ứng lắm á. Chuẩn bị ăn hay chuẩn bị gì live stream với vẽ mắt. Mỗi lần vẽ đường mắt là gặp bà vú. Làm như nó có mấy cái tật mấy chị. Thôi mà không bao giờ gặp, chỉ mỗi lần em cầm cái viết lên em vẽ con mắt. Cho tôi giá này, cái bà Vinh cho tôi giá sĩ. Mà lần nào vẽ mắt là gặp bà, ngộ thiệt tôi cho má. Mỗi lần vẽ mắt gì một bữa bữa với được, bữa với không. Mà vẽ con mắt xếp lên là gặp bà, tôi nói con mắt đen thui, tôi nói nghỉ vẽ luôn đi, vú đi về luôn, thiệt sự khổ. Đó rồi, rồi cái tới bây giờ đứng ở cổng kiếm nguyên tụ vàng đứng nửa tiếng hồ. Mọi bữa thì tôi nói nghe chuẩn bị là cho vú cái này đi, cái kia đi, cái tới giờ ngồi đây chứ không nhìn. Đó mẹ bán đi. 1250 đó lỗ chết tôi luôn. À, chốt chai đây, Ánh Linh Nguyễn Kiều nè. Với lại mày hỏi anh Huy đi, người ta ship qua Thái Lan, Campuchia được. Cái thằng chuyển đồ ngộ thiệt, châu Âu chuyển không được, mà Thái Lan, Campuchia cái bên không chuyển được, không biết vụ gì luôn. Nhưng mà tôi có chỗ đi được, mẹ già. Mày cứ chuyển đi, tôi chịu trách nhiệm cho. Ủa, tôi có chỗ. Trời ơi, bán đi. Mở đồ Thái Lan, Campuchia luôn nha. Lào luôn, y gắt luôn, bỏ bơm luôn, rồi 4.500 hết rồi. Rồi dây dùm em, dây Gucci sờ. Chịu 250 lỗ đó chị. Lỗ đó chị, mới về luôn á. Mà không biết sao. Cái này mặc áo xi mi màu trắng nha, cô lọ màu trắng là đẹp dữ lắm luôn á chị. Rồi em chốt đơn với chị luôn, 8.500.000. Em có 3 cộng thôi à. Dạ em hơi có cái sự hơi là em hơi chợ búa, hơi bị bụi đời chợ lớn chút xíu nha mấy chị. Nhưng mà không có nha. Tấm em nói sao là tâm em hay ghen gì á chị. Em không có biết là nịnh nọt hay là này này với mấy chị, hoặc là trước mặt mấy chị gì, sau lưng mấy chị khác. Thương em nói thương, ghét em không nói ghét nghe mấy chị, mà cũng chưa biết ghét ai luôn. Ai chữ em không chữ lại, nói vậy đó. Nên ví dụ như cái giọng này là cái giọng bị mổ Avidan, chứ giọng thiệt là như con chim quạ mi. Hồi đó tôi thi hát đó mấy bà, tôi thi bài bố ơi là tất cả gấp mẹ luôn đó mấy bà. Lớp 5 mà lên bài thi bài bố ơi làm như học lớp 1 đi, trời của tôi cười xỉu. Rồi nè mấy chị, làm như học sinh lớp 1, lớp 5 mà lên thi bố ơi. Rồi chúc đơn em 8.500.000. Út cưng, Út Kim, đồ lạ mấy bà gửi em, trước khi gửi về chụp cái đơn ra, chụp món đồ đưa cho con Hường nó coi, hoặc là đưa nhân viên coi, được giá hơi gửi về. Rồi chốt với chị Mai Ca Phạm luôn, 1.2 mấy chị, em dễ thương không? Rồi lên luôn, 8 triệu xả luôn, rồi câu nhanh là này mày xong chưa mẫu ơi. Rồi, chưa nữa rồi, like tiếp luôn em nè. Trời mấy bà nha, mấy bà, phụ nữ nha, mấy bà kéo ha. Tôi bản thân tôi nè, bây giờ tới 11 giờ rồi tôi bỏ cái điện thoại xuống. Ngay cả bản thân em vẫn bị ghiền điện thoại, nghe mấy chị, ghiền TikTok, ghiền Facebook. Em nói mấy chị, em nói với còn lòng vòng mày cửa này sẽ có thói hư tật xấu, tứ lỗ tường sẽ có một lỗ gớt vô. Bây giờ bà gớt vô lỗ vàng này đi, gớt vô lông sòn này đi, cũng còn của mà mấy chị. Cũng còn của mà, gớt vô lỗ túi chưa chắc nha. Phải gọi là đóng tiền học, phải lỗ bao nhiêu rồi, phải có thời gian canh mà. Em nói mấy chị nghe thôi, bình dân giản dị cho dễ sống đi. Rồi chúc đơm em 8 triệu, em dây gu xì tròn giùm em, rồi đăng bán. Làm sao mà không gớt được mấy chị. Đàn ông mà nó không mê gái, nó không mê rượu, nó không đá gà, nó không đánh bài. Rồi chắc lên chùa tu luôn. Vinh có bớt em không? Chị Vinh lỗ 1.600.000 bớt em 100.000 nữa, 19.900.000 chốc mẹ nè. Chị cưng em chị đó. Ngọc Dung chúc đơn nè, chúc anh em Trần Thị nè. Chứ lại nhiều bà dặn giận tôi la làng tôi cái gì nhiều khi. La nha nha. Giận Vinh rồi nghỉ mua rồi, hứa rồi, không mua nữa nha. Chứ cũng đâu chịu nổi mấy chị, 3 tháng sau bà cũng đâu đâu à, 3 ngày à. Rồi đây, gớt vô lỗ vàng 8 triệu cho Ngọc Dung, Nam Trần Thị cho 8 triệu luôn em. Vú qua vú bán 1.2 đó, bà lên 1.250 em dặn tôi nha. Lâm Trọng ơi mua cho mẹ đi cưng. Cái sợi dây đó 1.2 đó mẹ. Đó bà vú hai mấy chị, nhà này em nói ai. Mà tại em thương chị cái nết dựng dựng ấy chứ, tâm không có xấu. Dạng dạng vậy đó, nhưng mà em nói cái gì trả lời của đó mấy má. Cái gì cũng trả lời cho mấy má. Thiệt sự luôn, chị nào lên cơ là mới nghĩ trả lời thôi. Đó, gì? 8 triệu đẹp lắm đó, mua gấp không? Bán đổ dây thôi, 1.3 là không có lời rồi. Thế chị bán cái dòng mà 1.3 một gam á là chị bán đồ mới đó. Còn người ta là người ta bán ví dụ như số lượng còn 3 còn 1 thì người ta sale đó mấy chị.
11, 19 triệu 900 Nguyễn Kiều ơi. Đặt cái làm lắc tennis đi Duyên ơi. Đặt vô khuôn cái lắc tennis. Bên hãng chị Quánh á, chị Ánh á. Bên đó cái hãng đó làm lắc tennis đẹp đó. Nhưng mà trả giá bớt đi. Bớt 300 đi. Rồi chốt là tình yêu ơi, vô khuôn đi. Đặt về đẹp lấy không đẹp thôi. Cứ đặt dưới 2 ly 9 giùm em là được. Đặt mắc quá em về em đâu có ra được mấy chị. Ni hông bự lắm, hộp hông lớn lắm, tượng 100 triệu cho xuống đặt thoải mái, không lấy em để em bán. Có nhẫn cưới mà nhiều khi cái ni bự quá em không có làm bán cho người khác được thì làm sao mà em vậy được chứ mấy chị được. Chứ em làm chơi level với mấy chị luôn, vàng ý không lẫm nha mấy chị, chỉ sòn thôi. Em hơi lâu mấy chị ơi, ngày không có kịp đồ làm. Nói thiệt nha, không ai dễ chịu như Vinh hả? Đâu sao đâu coi, tổng gửi về đi, Vinh tính nha, có giấy có giấy kệ tía nó đâu quan trọng đó. Sòn mấy bà mua đồ em, mấy bà thí dụ chẳng hạn như chụp cái đó vô Messenger gửi qua Facebook của thằng chồng, Facebook đứa con, thí dụ lỡ Facebook mình bị hack thì Facebook đứa con nó còn cái hình, mấy bà không có hóa đơn cũng được, móc cái hình ra. Nhiều khi cái điện thoại mấy chị chụp quá selfie tù lưa tù la, cái mua này mua kia mua nọ, cái hình nó nằm một mục ở trên, gửi cho thằng chồng cái hình nha, gửi cho nhỏ bạn đi, chồng nó biết mua hộp sòn chữ thì mua nội nha, gửi qua tới lúc đó mình chỉ cần vô cái Messenger của nhỏ bạn mình, vô cái chỗ cái gì trộm gặp ở dấu gì quên mẹ nó thôi, ở gì phai đó cái hình đó, xong rồi cái mấy bà từ từ đi vào bán mặt bự. Giang ơi, hay là Vinh đang đặt cái mặt cho chị yêu Kim Phố đó, Vinh để Vinh gửi hình cho em coi ha, là Vinh đang đặt hai cái về đó, Vinh cho giá người ta bớt thêm 300 nữa Vinh ấy ha. Rồi hết trơn rồi mấy chị, rồi mày tới đâu mà mẫu mày mấy rồi móc thêm 100 máu lên tao like nữa gắng chịu nha. Rồi lô men 8 triệu hết rồi. Lắc tennis 2 ly 9 nha. Bây giờ đặt đi, em đặt tấm TV Swan cho mấy chị không à. Về đẹp lắm đẹp thôi, không biết nhiêu. Rồi ô cái gì đẹp tía ơi tía. Cạc tía. Sòn lô men nè. Full sòn giùm em ha. Mấy chị cứ đặt đi không được thôi không sao á. Cứ cái đi đừng có hơn 54 là được rồi. Dưới 54 đặt từ hộp 2 ly 9 trở xuống. Đẹp lắm đẹp Vinh để Vinh bán chạy vậy thôi. Đây rồi mấy chị xinh đẹp. Rồi em xả tặng cái này cuối cùng em xuống nha. Em chốt cho mấy chị xả cuối cùng luôn em nha. Bỏ lỡ tiếc 6 triệu rưỡi. Trời đẹp quá, suy nghĩ gì nhiều, làm biến like luôn, làm biến quảng cáo luôn. Nhận chính hộp em hết rồi. Được Đỗ Cẩm ơi, nhớ chùa cho Đỗ Cẩm nghe, mới buồn tao nãy rồi đó. Chúc biểu tình yêu Kim Cúc nè. 6 rưỡi hết rồi. Rồi ok, ai đây? Thủy Bình 65 nè con, sạch rồi nè con, ghi giùm mẹ đi. Trời ơi, còn hơn bánh kẹo hộp 120 ngàn nữa mấy chị. Khánh Huyền giùm em nhi hết trơn nha mấy chị ơi, xong rồi đó. Chứ đồ sòn bán rẻ không đồ ý, nó không mua mắc cười quá, mắc cười quá. Rồi ok bé Vinh hết rồi, Bùi Thanh Hương người cuối cùng nha. Rồi em có 3 cộng chốt cho 4 người, trong đó con người chữ em. Rồi ok Duyên ơi, nhẫn gạch thi ốc đinh thị trường bán 27, tao bán 16 năm. Order chị 5 trắng 5 hồng, đi tay số 9, số 10, số 1, số 12, số 3 nha. Anh Phục tùy hãng, order bán anh Phục 5 trắng 5 hồng, nhớ không? Rồi mai qua ngắn hộp đi cưng, còn hết rồi. Rồi còn 3 sợi dây cuối cùng hết, đau bụng quá. Nhắn hồng em chốt đâu hả? Thả nào trời, nhớ luôn rồi. Hay đằng phòng hả? Đằng phòng em hả? Gì mẹ, tôi đéo gì? Mới trời, chắc nó bác ta rồi đó, với bộ với nó. Em lật tẩy chân viên nhà em. Rồi cạc chia sòn luôn em, dây này mảnh mảnh nha mấy chị. Trời ơi có mấy triệu mà đầu dày, có nhiều chị trời sao mỏng á. Mấy triệu đeo dễ thương được rồi, kệ nó. Mắc giận hả? Đâu có mẹ tôi lái đây mà nhẫn 19 triệu 500 nhẫn vô người lên phòng nào bà. Con Tường nó lái nhẫn kìa mẹ. Rồi chốt luôn vô sòng cuối cùng 5 triệu xả xuống. 5 triệu có tôi chốt mình đổ gian luôn á. Rồi dặn là không phải tại tôi đâu nghe, nó đi năn nỉ thôi đừng kêu tôi à. Rồi hết rồi, ok. May lên ý hiệp, may hứa lên. Trời nhiều lắm đó. Còn cái tủ bên đây nè, em khùng lắm đó chị. Còn đang đặt cho mấy chị khoảng 2.000 món vàng 610 Modern của Italy, Modern bạch kim. Nhưng em không có đặt hộp luxury nổi, vì tiền công em không bán. Tới giá đó em chỉ bán 200, 300, 500 thôi. Em cũng đặt hộp chủ nhân tạo New Zealand. Em đặt New Zealand luxury em đặt không nổi, nhưng cũng đẹp nè mấy chị. Đa số mấy chị mua ngoài hộp đá bình thường, bơ đó Thái Lan không mà bà ơi. Tặng áo hả? Rồi tặng áo nè. Rồi chuẩn bị comment đi. Để hình như chứ Nam Trần Thị nè baby. Ồ ok chế. Rồi mới 5 triệu còn không? Kim Hương Vinh hả? Là em nè, Kim Hương Vinh là em nè ba. Từ từ đợi em xíu. Chết rồi. Nè 5 triệu. Lai đằng phòng hả?
Ủa vậy hả? Mà vậy trời, để tôi về tôi nhớ coi. Ngân Lê nè, rồi giùm em nè, Trần Nam Thi nè, Minh Thư nè, Tiền Nguyễn nè, ba cộng dây mặt luôn sòn luôn con, mày điên không? Cộng dây mỏng nó, ba có 5 triệu đồ giày nghe ông nội, con định nó hổ nó giày nha, sòn nó rồi hết trơn rồi. Ok rồi, mày xong chưa Duyên ơi? Mẫu ơi, không xong tao lay nữa đáng chịu. Mà mày biết sao không, cái này lay ý với bà chút ít quá, lay sòn chút đắt quá trời, làm như bà nào bà nấy nha. Tao nói khủng hoảng kinh tế mà giàu đồ ý 2 triệu 3 triệu có mua, mấy ông nội ơi vài chục triệu nha, 5 triệu 10 triệu mua nhanh lắm. Khủng hoảng kinh tế gì tôi không biết, ai lọt vô cái tiệm tôi là không khủng hoảng kinh tế nè. Rồi tôi tặng nha, à chết rồi, bây giờ chơi comment vui vẻ nha, bé Vinh đáng yêu. Rồi tặng này lọt tại chỗ, lấy cái áo xuống tay nha, có hơi bị mồ hôi nha, mới đặt cái dục về, nhận cái áo hôi là không có la làng lên, chị Vinh bị hôi nha, nào nói trước nha, mồ hôi có sự vinh quang trong đây nha mấy ông nội. Vậy đó trời ơi, trời chị Vinh hôi quá chết tôi nghe mấy ông nội, tiêu à, người đẹp mà hôi à. Rồi bé Vinh sợ đơn, à bé Vinh đáng yêu ha, ok ha, ok ha, xuống lại ha, ai cần gì hỏi nha. Rồi xuống 6 lên 9 giùm em, xuống 6 lên 9, tặng cho cả hai cái, tặng cái hộp đen đã hứa nè, không bán nữa mấy bà ơi, nghỉ bán rồi, hồn lắm, đặt mấy trăm triệu về về tặng không, để tới cây trường bán. Với lại này, mắc nhất là cái chữ Berlin, Berlin nha, nhũ vàng kim hương lúa số rỉ, rồi tặng. Và à, rồi mấy chị, rồi ok ok, chuẩn bị nha, em cái áo trước cái hộp sau, lấy cái áo cho mẹ thay cái em ơi. Rồi thay đâu trời, chết mẹ vậy lên lầu sao thay, chút tao vô đây tao thay nha, đừng hay soi tao nha. Rồi nè, xuống nha mấy chị, 1, 2, 3, 4, 5, 6 shit là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi lên 9 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi Lưu Trần. Rồi tặng cho cái áo, áo mặc dễ thương nha mấy chị, chốt vía dễ cưng lắm. Nào không mấy chị, chốt vía của sự nhìn nhục dễ thương nha em là đã ok rồi, sự đơn giản giống em là đã ok rồi. Mặc cái này là vui vẻ chụp hình nè, chốt vía bà chủ, dù bà chủ hơi bị mập nè, chị nói bộ cái bầu Vinh không có, cái bụng bự với ba ơi, nhồi với cái bụng nó bự. Rồi tặng cái hộp màu đen Điền Quyền Lực xì bài lách, đó tiếng Anh đó xì bài lách. Rồi xuống 8, 1, 2, 3, 4, 5 thôi mấy nữa, shit xe dần ai ai nghe mấy ông nội. Rồi xuống nha, tôi xuống nha, 1, 2, 3, 4, 5 shit xe dần ai đó 8. Rồi lên 9 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chị Hạnh. Rồi em chốt cho chị Hạnh Trần, rồi tặng cái hộp, nhớ nghe mấy bà ơi, tặng không lấy tiền ship, tặng cho nhanh, không để người ta trả nợ đòi nợ nha, tới mà đồ tặng like mà nó còn thiếu nợ nó mấy chị. Ồ bữa nay môi mỏi không có ai gì trơn á, môi thiệt, môi Duyên mặt Thiên. Rồi bye bye mấy chị, chúc cả nhà mấy chị ngủ ngon, sáng ngày mai 11:30 mình lại gặp nhau trên tại cái livestream địa chỉ của đài phát thanh truyền hình Lô Tô Long Xuyên An Giang nha mấy chị. Bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị yêu nhiều, bye bye. À, giống như ca sĩ chào đó. À, mấy chào khán giả, bye bye mấy em, bye bye mấy chị yêu.